màn diễu binh voi đi bộ hoành tráng của phi đội vận tải cơ Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, trang Sina Trung Quốc vừa đăng tải chụp ảnh ghi lại một cuộc biểu dương lực lượng kiểu voi đi bộ hiếm hoi của các máy bay vận tải C-1 trong biên chế không quân Nhật Bản. C-1 là chiếc máy bay vận tải hạng trung 2 động cơ do tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki Heavy Industries chế tạo nhằm thay thế những chiếc C-46 của Mỹ. Tổng cộng đã có 31 chiếc C-1 xuất xưởng và tính đến thời điểm hiện nay vẫn còn 25 máy bay đang hoạt động. Vận tải cơ Kawasaki C-1 được thiết kế theo những yêu cầu riêng của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Chương trình bắt đầu từ năm 1967 và hoàn thành vào năm 1974. Máy bay được lắp động cơ Pratt & Whitney JT8D9 do Mitsubishi Heavy Industry sản xuất theo giấy phép. Chiếc C-1 có chiều dài 29m, sải cánh 30,6m, chiều cao 9,99m, trọng lượng rỗng 23.220kg, trọng lượng cất cánh tối đa 38.700kg, sức tải trung bình 8 tấn, khoang chứa hàng cao 3,8m, đủ sức tiếp nhận các loại phương tiện thông dụng như pháo hay xe bọc thép. Ngoài ra, nó có thể chở 60 người hoặc 45 lính dù hoặc 36 cán cứu thương. Điểm nổi bật của chiếc C-1 là khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn. Nó chỉ yêu cầu phi đạo có độ dài 1.200m khi mang tải 6-10 tấn. Máy bay có vận tốc lớn nhất là 806 km/h, tốc độ hành trình 657 km/h, trần bay 11.580m. Phi hành đoàn bao gồm 5 người, trong đó có 2 phi công và 3 nhân viên kỹ thuật hàng không. Thiết kế của chiếc C-1 được cho là chịu ảnh hưởng từ nguyên mẫu C-141 của Hoa Kỳ, nhưng phần thân ngắn hơn nhiều. Nó mang hình dáng và tính năng điển hình của máy bay vận tải khi sở hữu cánh đuôi cao hình chữ T, càng đáp sử dụng nhiều bánh chịu nặng, động cơ phản lực dưới cánh hay hệ thống băng tải đi kèm. Kết cấu như vậy thường mang lại các lợi ích như có đủ khoảng không lắp động cơ lớn, ngăn ngừa vướng phải dị vật trên đường băng, đảm bảo an toàn cho máy bay, sàn khoang chứa hàng thấp giúp giải phóng hàng hóa nhanh chóng. Chiếc C-1 có nhược điểm là thiết kế tạo ra trạng thái thiếu ổn định khi bay ở tốc độ cận âm. Tầm bay của chiếc C-1 chỉ đạt 2.400 km khi không mang tải, do Nhật Bản khi đó chịu giới hạn về kiểm soát hoạt động của lực lượng vũ trang rất chặt chẽ. Nó chính là máy bay vận tải hạng trung có tầm hoạt động ngắn nhất thế giới. Cho nên vào thời điểm hiện tại, chiếc C-1 không còn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của không quân nước này. Mặc dù sau đó chiếc C-1 đã được hiện đại hóa ở lô sản xuất cuối cùng bằng cách mở rộng thêm phần thân để tăng kích thước khoang hàng hóa cũng như là bồn chứa nhiên liệu, mang thêm được 4.730 lít xăng giúp cho tầm bay nhảy vọt lên trên 3.000 km, nhưng về cơ bản C-1 vẫn không được tin dụng bằng C-130J. Trên cơ sở chiếc vận tải cơ C-1, Nhật Bản đã phát triển biến thể máy bay tác chiến điện tử EC-1. Đặc điểm nhận dạng là phần bụi của nó bị loe ra trông như một chiếc lốp xe hơi. Với việc người em Kawasaki C-2 sở hữu nhiều ưu điểm chính thức vào biên chế trong năm ngoái, dự báo phi đội 26 chiếc C-1 còn lại đã sắp đến thời kỳ nhận sở hữu. Tổng thống Donald Trump vẫy chào từ chuyên cơ Air Force One lên đường trời Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Trump đã đáp xuống thủ đô Manila, Philippines, bắt đầu lịch trình dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, EAS. Ít phút sau đó, ông Trump đã cập nhật dòng trạng thái trên Twitter cho biết ông vừa hạ cánh xuống Philippines sau một ngày gặp gỡ và có các sự kiện tuyệt vời tại Hà Nội, Việt Nam. Vào khoảng hơn 13 giờ 10, Tổng thống Trump vẫy tay chào phái đoàn, ra tiễn và bước vào chuyên cơ Air Force One, lên đường trở Việt Nam kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước. Cadillac One The Beast đưa Tổng thống Trump đến cửa máy bay. Tổng thống Trump chào cảm ơn đoàn đại diện Việt Nam ra tiễn tại sân bay và nhận bó hoa kỷ niệm. Tổng thống Mỹ chào các em thiếu nhi trước khi lên chuyên cơ Air Force One. Tổng thống Trump vẫy chào lần cuối từ chuyên cơ Air Force One trước khi khởi hành sang Philippines. Các đặc vụ Mỹ đã bảo vệ nghiêm ngặt cho đến khi hai chuyên cơ Air Force One mang số hiệu 28000 và 29000 cất cánh rời khỏi sân bay Nội Bài. Khoảng 12 giờ 30, đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khỏi khách sạn, di chuyển ra sân bay Nội Bài để lên đường sang Manila kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đối với Việt Nam. Thảm đỏ, đội tiêu binh và các em thiếu nhi chuẩn bị tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mật vụ Mỹ kiểm soát toàn khu vực sân bay từ trên cao.
vị trí quanh chân cơ Air Force One đều có mật vụ bảo vệ. Các nhân viên Mỹ mang theo các thiết bị chuyên dụng tới sân bay Nội Bài. Sau khi kết thúc các chương trình làm việc của chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước, vào trưa nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Hà Nội sang Philippines dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS. Các đặc vụ sẵn sàng hộ tống Tổng thống Mỹ tiếp tục hành trình công du. Chó nghiệp vụ được các nhân viên mật vụ Mỹ đưa tới sân bay trước giờ Tổng thống Trump xuất phát. Kết thúc phiên làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng ở Hà Nội, sau đó Tổng thống Trump hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống Donald Trump chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh do ông Dan Scavino Jr., giám đốc truyền thông mạng xã hội của Nhà Trắng đăng tải trên Twitter. Ông Dan Scavino Jr. cũng đăng tải hình ảnh cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và hãng sản xuất động cơ máy bay của Mỹ Pratt & Whitney vừa ký kết hợp đồng mua hỗ trợ sản phẩm động cơ cho 20 máy bay Airbus A321 neo dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Lễ ký nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam. Hai bên còn triển khai ký biên bản ghi nhớ có ràng buộc về hợp đồng bảo dưỡng số động cơ trên. Nội dung ký kết giữa Vietnam Airlines và Pratt & Whitney trị giá hơn 1,5 tỷ đô la, bao gồm 44 động cơ Pure Power Grid Turbofan cùng các điều khiển toàn diện về bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ. Kết thúc phiên làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Donald Trump sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên buộc họp báo. Cuộc họp báo diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt-Mỹ. Chủ tịch nước cho biết đã nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Mỹ, Mỹ-ASEAN. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Mỹ sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước, đồng thời củng cố và tăng cường quan hệ Mỹ-ASEAN, đóng góp cho hòa bình ổn định trong khu vực. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, song phương đã ra tuyên bố chung nhất trí sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện trên nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị và toàn vẹn lãnh thổ. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông mong muốn Việt Nam nới lỏng các cơ chế thương mại đối với hàng hóa Mỹ, bày tỏ tin tưởng các ngành năng lượng, hàng không, quốc phòng và nông nghiệp của Mỹ có thể đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường Việt Nam. Ông Trump nói rằng song phương đã đạt những thỏa thuận thương mại công bằng, đồng thời chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thành công của Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vừa qua. Buổi họp báo dành cho hai nhà lãnh đạo đã được chuẩn bị tại sân phủ chủ tịch. Các cơ quan truyền thông và đại biểu đều đến dự họp báo. Kết thúc lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tiến hành phiên hội đàm song phương. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức cuộc họp báo chung. Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở thăm Việt Nam cấp nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tại phủ chủ tịch bắt đầu vào lúc 9 giờ. Xe của Tổng thống Mỹ tới quảng trường phủ chủ tịch, địa điểm tổ chức lễ đón chính thức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra đón Tổng thống Trump. Đây là quang cảnh lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Trump đứng trang nghiêm khi đoàn quân nhạc Việt Nam cử quốc thiều Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump duyệt đội danh dự. Chủ tịch nước giới thiệu với Tổng thống Mỹ các thành viên phái đoàn chính thức. Tháp tùng ông Trump có cố vấn an ninh quốc gia tướng H.R. McMaster và cố vấn cao cấp Stephen Miller. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trên xe Cadillac Wanderbeast được hộ tống rời khỏi khách sạn ở trung tâm Hà Nội vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng để tới phủ chủ tịch dự lễ đón chính thức. Đặc nhiệm Mỹ ngồi trên các xe trong đoàn hộ tống tổng thống. Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn mở đường cho đoàn xe tổng thống Trump. Đoàn xe Cadillac Wanderbeast trên đường tới phủ chủ tịch. Phóng viên từ các cơ quan truyền thông và nước ngoài sẵn sàng tác nghiệp, thảm đỏ đón khách trên cầu thang phủ chủ tịch. Một danh dự đã sẵn sàng. Quốc kỳ Việt Nam và Mỹ đã được căng lên. Đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam vào vị trí, sẵn sàng làm lễ đón Tổng thống Mỹ. Các bé thiếu nhi Hà Nội tham dự lễ đón Tổng thống Donald Trump sáng 12 tháng 11. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng, các mật vụ Mỹ cho chó nghiệp vụ kiểm tra khu vực xung quanh khách sạn nơi Tổng thống Mỹ lưu lại. Sáng nay, sau lễ đón, Tổng thống Donald Trump sẽ hội đàm và họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đến khoảng 6 giờ 30 phút buổi sáng, nhiều đặc vụ Mỹ mang theo các thiết bị chuyên dụng đã có mặt tại phủ chủ tịch chuẩn bị cho lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đây. Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Tổng thống Trump sẽ đến Hà Nội vào chiều tối qua 11 tháng 11 sau khi kết thúc các chương trình đa phương tại tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng.
Tối ngày 11 tháng 11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước chào mừng Tổng thống Mỹ. Khôi phục và nâng cấp F-5E để phối hợp tác chiến cùng Su-27-30, tại sao không? Quý vị thính giả thân mến, hiện nay, một số quốc gia trên thế giới, mặc dù đã có trong trang bị nhiều tiêm kích thế hệ thứ tư hiện đại, nhưng họ vẫn duy trì lượng khá lớn chiến đấu cơ F-5E. Không nói đâu xa, ngay trong khu vực Đông Nam Á, Không quân Cộng hòa Singapore là một trong những lực lượng được đánh giá có chất lượng hàng đầu thế giới. Họ sở hữu nhiều tiêm kích thế hệ 42+, rất hiện đại như F-16 Block 52+ hay F-15SG, tương lai còn cả F-35A, nhưng không vì vậy mà những chiếc F-5EF cũ hơn bị bỏ xó. Lý do Singapore vẫn giữ lại F-5EF Tiger 2 là vì chúng đều được nâng cấp lên chuẩn F-5ST mạnh hơn nhiều. Đây là gói hiện đại hóa do Elbit System của Israel thực hiện. Cụ thể, máy bay được lắp radar G4F của Italia có tầm trinh sát 92 km, theo dõi mục tiêu từ cự ly 72 km, tấn công được cả đối tượng trên mặt đất. Tính năng của G4F vượt trội hoàn toàn radar nguyên bản AN/MPQ-153 của F-5EF, khiến cho F-5ST có thể không chiến ngoài tầm nhìn. Bên cạnh đó, F-5ST còn có cả hệ thống điều khiển HOTAS, các màn hình hiển thị LCD màu, kênh liên lạc chuẩn MILSTD 1553R, hệ thống đạo hàng LN-93, thiết bị cảnh báo sớm SPS 2000. Cùng với khả năng vận hành rất linh hoạt, F-5ST được đánh giá vẫn phát huy tốt vai trò trong chiến tranh hiện đại. Sau Singapore, Không lực Hoàng gia Thái Lan cũng thuê Elbit System để nâng cấp phi đội F-5EF của mình. Máy bay của Thái Lan thậm chí còn mạnh hơn cả F-5ST nhờ được trang bị những hệ thống tiên tiến hơn. Đáng chú ý nhất chính là radar điều khiển hỏa lực ELM-2032 có tầm trinh sát 150 km, hỗ trợ thiết lập bản đồ độ phân giải cao trong chế độ không đối đất. Phi công lái F-5EF mới còn được trang bị mũ bay tích hợp hệ thống hiển thị và ngắm bắn mục tiêu DASH-4 cho phép tấn công nhanh đối phương bằng tên lửa không đối không Python 5 và Dubai. Radar ELM-2032, mũ bay DASH-4 cùng với tên lửa Dubai và Python 5 sẽ giúp cho F-5EF nâng cấp của Thái Lan có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn, cũng như tấn công mục tiêu mặt đất, mặt nước một cách hiệu quả. Sức mạnh của nó thậm chí được nhận xét là sánh ngang với F-16 Block 40, trong khi chi phí ước chừng chỉ khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Nhìn thấy thành công của Singapore cũng như Thái Lan trong việc nâng cấp và duy trì phi đội F-5EF, một quốc gia khác trong khu vực ASEAN là Indonesia liệu có quyết định học tập khi trong tay họ vẫn có số lượng khá lớn Tiger 2. Mặc dù đã mua sắm thêm Su-27SKM, Su-30MK2 và nhận 24 chiếc 16 hàng bãi của Mỹ, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ đối với tham vọng của đất nước vạn đảo. Ngoài ra cũng cần xét đến việc giá thành hiện đại hóa F-5 rất rẻ so với 31 triệu đô la Mỹ để nâng cấp F-16 cũ lên chuẩn Block 52 hay trên 50 triệu đô la Mỹ của một tiêm kích Su-30 đời mới, trong khi tổng thời gian sử dụng được tới 40 đến 50 năm. Vì vậy, phương án đại tu sửa chữa lớn để khôi phục khả năng bay cho một vài chiếc cũ, đồng thời nâng cấp lên chuẩn cao hơn để phối hợp cùng F-16 và Su-27-30 theo mô hình cao thấp, tương tự như cách Trung Quốc dùng J-7G, là rất đáng để cân nhắc. Nếu Indonesia triển khai và thu được kết quả tích cực, đây còn là bài học đáng để tham khảo cho những nước vẫn cũng đang vận hành Su-27-30 và từng có trong biên chế nhiều tiêm kích F-5EF Tiger 2. Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng những quân đội mạnh nhất thế giới. Quý vị thính giả thân mến, trang mạng Global Firepower hôm ngày 25 tháng 4 đã công bố bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu mới nhất. Trong bản báo cáo công bố ngày 1 tháng 4 năm 2016, Global Firepower cho biết điểm PWR Index của Việt Nam là 0,3684, đứng hạng 17. Chỉ số trên của Việt Nam theo dữ liệu mới nhất là 0,3701, giảm nhẹ so với năm 2016, nhưng vị trí của chúng ta lại tăng một bậc lên thứ hạng 16 thế giới. Đối với các chỉ số thành phần cốt lõi, Việt Nam đứng đầu thế giới về quy mô lực lượng dự bị động viên, xếp thứ 16 về số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực, hạng 8 về số lượng pháo xe kéo, thứ 7 về pháo phản lực phóng loạt, hạng 7 về pháo tự hành,
thứ 34 về không quân và thứ 37 về sức mạnh hải quân. Hiện tại chưa rõ có sự thay đổi nào trong công thức tính của tổ chức Global Firepower hay không. Tuy nhiên, số quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đã tăng thêm một, từ 126 lên thành 127. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng thứ hai sau Indonesia. Quốc gia vạn đảo vẫn giữ vững thứ 14, tuy rằng điểm PWR Index của họ bị giảm đôi chút so với năm 2016. Điểm PWR Index của Indonesia trong năm 2016 là 0,3354. Quốc gia đứng thứ 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu là Thái Lan, với điểm PWR Index là 0,4061, tăng nhẹ so với 0,4068 của năm 2016, nhưng lại bị tụt từ hạng 20 xuống 21. Điểm đáng chú ý nữa là top 10 năm nay không có sự thay đổi, mặc dù chỉ số của các cường quốc quân sự hàng đầu không đứng yên. So sánh với năm 2016, điểm PWR Index của họ lần lượt là Mỹ 0,0897, Nga 0,0964, Trung Quốc 0,0988, Ấn Độ 0,1661, Pháp 0,1993, Anh 0,2164, Nhật Bản 0,2466, Thổ Nhĩ Kỳ 0,2623, Đức 0,2646, Ý 0,2724. Global Firepower xây dựng điểm PWR Index dựa trên 50 thông số có ý nghĩa quyết định đến khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường, được thu thập từ CIA và các báo cáo truyền thông. Những yếu tố đó bao gồm tài nguyên, tài chính, sức mạnh hải, lục, không quân, hậu cần, dân số, cho nên dẫn tới một vài nước như Iran 20, Australia 22 hay Triều Tiên 23 không được đánh giá cao. Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại một lần nữa là bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu của Global Firepower không phải là một kênh thông tin chính thống, nó chỉ đơn thuần mang ý nghĩa tham khảo. Tiêm kích Rafael lọt vào tầm ngắm của Việt Nam. Tại triển lãm Lima 2017 vừa qua, đoàn cán bộ quân sự cấp cao của Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tiêm kích Rafale của tập đoàn Dassault Pháp. Trước khi xuất hiện thông tin này, hãng Reuters cho biết, hồi năm 2016, Việt Nam đã thực hiện các cuộc đàm phán sơ bộ với tập đoàn Dassault của Pháp về việc mua tiêm kích Rafale. Được biết, đây là lần mới nhất hãng Reuters đưa tin về việc Việt Nam đàm phán mua máy bay phương Tây. Hồi tháng 1 2016, hãng tin này cũng cho rằng Việt Nam đang đàm phán để mua máy bay Rafale của Pháp và cả Gripen để thay thế cho phi đội MiG-21 đã nghỉ hưu. Trước những thông tin này, tạp chí quốc phòng National Interest cho rằng trong trường hợp lựa chọn Rafale của Pháp, Việt Nam có thể gặp khó trong quá trình mua sắm và sử dụng. Theo tạp chí Mỹ, Rafale là máy bay chiến đấu đa nhiệm hai động cơ với cánh hình tam giác thuộc thế hệ 4,5 do hãng Dassault Aviation của Pháp chế tạo. Đây cũng chính là tiêm kích hiện đại nhất đang được không quân Pháp sử dụng. Máy bay được trang bị các hệ thống điện tử hàng không hiện đại nhất thế giới hiện nay, đặc biệt là radar mảng pha quét điện tử chủ động RBE-2, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình cùng hệ thống chiến tranh điện tử Spectra được quảng cáo sẽ giúp Rafale hoạt động an toàn dưới hỏa lực phòng không đối phương. Với thiết kế khí động học khá ưu việt là được sự hỗ trợ của cánh mũi, Rafale có thể thực hiện những pha quay ngoặt đột ngột trong không gian chật hẹp. Khi thao diễn ở tốc độ siêu âm, không khí đi qua cánh máy bay sẽ bị dồn nén lại và tạo nên hiệu ứng như bức màn che phủ. Rafale còn có thể thực hiện động tác rắn hổ mang ở trạng thái động cơ gần như không hoạt động. Mặc dù có kích thước khá khiêm tốn, dài 15,27m, sải cánh 10,8m, cao 5,34m, trọng lượng sổng 9,060kg, nhưng Rafale lại có khả năng mang theo tới 9,5 tấn vũ khí, gồm tên lửa không đối không đối đất, chống radar, không đối hạm, bom hàng không có điều kiện, tầm hoạt động đạt tới 1.800 km. Các thông số này của Rafale còn vượt trội cả tiêm kích hạng nặng Su-30 của Nga. Rafale mặc dù có tính năng chiến đấu cực kỳ ưu việt, có thể nói là số 1 trong các máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 hiện nay, nhưng lại có nhược điểm là giá thành quá cao, lên tới 100 triệu đô la Mỹ trên một chiếc, gấp đôi Su-30 MK2. Vì vậy sẽ rất khó để Việt Nam đưa ra quyết định mua sắm tiêm kích đắt đỏ này với số lượng lớn chỉ với mục đích nhằm thay thế vai trò tiêm kích nhẹ của MiG-21, National Interest nhận định. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình.
Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.